Ok, xin chào quý anh chị em nhà đầu tư, chào mừng chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của No Stock. Như thường lệ thì thứ ba và chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của No Stock sẽ có video tổng hợp đánh giá thị trường và đưa đo ra là những cái đánh giá nhận định, những cái khuyến nghị về mã cổ phiếu cụ thể để mọi người có thể tham khảo cho phiên giao dịch tiếp theo. Và nội dung chính của video ngày hôm nay đó là top 5 cổ phiếu canh mua khi VN-Index giảm điểm, và đối với những ai chúng ta còn kẹp nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta nên hành động như thế nào. Chúng ta sẽ giải quyết hết những cái vấn đề đó trong video ngày hôm nay chị nhá. Vậy thì tại sao thời điểm hiện tại chúng ta thấy là thị trường đang giảm điểm đúng không? Liên tục là những cái phiên giảm điểm lên đến khoảng độ 13 điểm này, 4-5 điểm. Đó, liên tục là những cái phiên giảm điểm liên tục. Và những cái thông tin đang không hỗ trợ lắm thị trường như là tỷ giá này, rồi hút tín phiếu. Thì tại sao cái tiêu đề vẫn là canh mua? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ở trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video thì nếu mọi người thấy những cái thông tin của No Stock mang đến hữu ích đối với quá trình đầu tư của anh chị, mình có thể ủng hộ team bằng cách là like video này và subscribe kênh chứng khoán của No Stock. Đấy, đó đều là những cái động lực rất là to lớn để có thể là ủng hộ team và giúp team có thêm những cái động lực để lên tiếp tục phát triển kênh và cải thiện những cái sản phẩm tiếp theo, đưa đến những cái thông tin hữu ích đối với anh chị nhà đầu tư. Ngoài ra mọi người có thể ủng hộ team và tham gia vào Zoom cộng đồng của No Stock, link em có để bên dưới phần mô tả để có thể nhận những cái thông tin sớm nhất, hỗ trợ khuyến nghị kịp thời nhất ở trong phiên giao dịch. Rồi, chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Chúng ta điểm qua một chút về vấn đề tin tức nhé. Thì cái trọng tâm tin tức trong tuần vừa rồi thì nó vẫn xoay quanh cái câu chuyện là hút tín phiếu và cái câu chuyện là tỷ giá căng thẳng. Thì cái hoạt động của thị trường mở của FBV nhá, mình thấy là có mua kỳ hạn này. Mua kỳ hạn tức là bơm tiền, tức là mua MO á. Ở bơm tiền thì là 5.000 tỷ và bán hẳn đây là tín phiếu. Bán tín phiếu ở đây thì là 4.500 tỷ. Tức là cái hoạt động bơm hút thì nó đang khá là linh hoạt và nó đang khá là tương đồng nhau. Ở cái hoạt động bán, tức là hoạt động hút tín phiếu thì có vẻ nó thấp hơn một chút, tức là bơm thì đang nhiều hơn một chút, đang là bơm dòng. Và bơm thì là 5.000 đúng không? Hút thì là 4.500 thì dư ra dòng ra là khoảng 500 tỷ. Ở đây chúng ta thấy là cái lãi suất mà ngân hàng hút tiền về nó vẫn đang khá là thấp, 4%. Và nhìn chung là cái hoạt động bơm hút dòng nó đang điều tiết khá linh hoạt, chưa có gì mới. Tỷ giá đã có hạ nhiệt một chút sau khi mà ngân hàng nhà nước có những cái động thái bán USD. Nhìn chung thì đây tỷ giá đã có sự hạ nhiệt sau cái thông tin bán đô này. Nhìn chung thì chúng ta thấy là cái câu chuyện là hút tín phiếu ấy. Câu chuyện hút tín phiếu thì AD cũng đã chia sẻ ở những cái video tuần trước rồi. Đây, gần nhất là cái video cuối tuần trước thì chúng ta đã có trao đổi vấn đề này. Tại vì là thứ 6 tuần trước nữa thì đã có thông tin hút tín phiếu trở lại đúng không? Nên là cuối tuần trước đã trao đổi ở trong cái video này rồi. Thì mọi người hiểu là cái thông tin bán đô này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng ngắn hạn đến thị trường. Và thực tế nó cũng đang ảnh hưởng ngắn hạn đến thị trường. Thị trường rung lắc là điều bình thường. Nhưng mà cái câu chuyện bán đô lần này thì AD chia sẻ là nó sẽ không... gọi là không có ảnh hưởng nhiều như những cái video, như những cái thời điểm trước. Tại vì là cái yếu tố là DXY đoạn này thì mình thấy là nó đang tăng do bên Mỹ, nên là mình đang điều tiết theo cái yếu tố DXY tăng, tức là điều tiết do cái thông tin bên ngoài nó tăng, chứ không phải nội tại của mình có vấn đề gì cả. Và ở cái video hôm chủ nhật tuần trước thì mình đã chia sẻ là kịch bản là bán đô hoàn toàn là có thể trở lại. Tại vì là nếu mà chúng ta hút tín phiếu nhưng mà cái tỷ giá nó không hạ nhiệt được nhanh ý, hoặc không là nó không có tác dụng ý, thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến bán đô đúng không? Nhưng mà cái thời điểm trước khi mà bán đô đợt tháng 4, đợt mà bán đô xong rồi thị trường nó giảm, 3 tháng 4 thị trường bán đô xong rồi giảm mạnh, thì đoạn đó mình hiểu là đợt đó thì bán đô là đầu năm, khi đó cái dự trữ ngoại tệ của mình nó không quá dư giả, nó chỉ vừa đủ thôi. Và đợt này thì Fed nó vẫn đang trong xu hướng tăng lãi suất của nó và chưa có cái kế hoạch cụ thể là sẽ giảm lãi suất. Còn bây giờ là Fed đã giảm lãi suất rồi và cái xu hướng của nó thì vẫn là giảm lãi suất thôi. Nên là có giảm chậm hay là giảm nhanh ý, thì vẫn là giảm lãi suất. Nên là hai cái bối cảnh nó sẽ có cái sự khác nhau. Và cái ảnh hưởng của cái việc lần này có bán đô hoặc là tỷ giá tăng nóng thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều nữa. Và No Stock thì vẫn giữ nguyên quan điểm là thông tin này nó sẽ phản ánh đến thị trường, ảnh hưởng đến thị trường nhưng mà không ảnh hưởng mạnh mẽ, hay là không phải là cái nguyên nhân khiến thị trường sập mạnh hay là giảm mạnh như những lần trước. Và tuần vừa rồi thì mình thấy thị trường nó cũng có những cái pha rung lắc giảm điểm thì vẫn là ảnh hưởng. Nhưng mà câu chuyện mình phải phân tích rõ ràng ở đây là vẫn tính là nhịp điều chỉnh bình thường của thị trường thôi, chứ không phải là một cái rủi ro hay là một cái dấu hiệu nào là báo hiệu thị trường nó sẽ giảm mạnh hay là sập mạnh. Tại vì thị trường nó vẫn đang giữ được cái thế sideways của nó, đúng không? Cùng lắm nó về 1240 thì nó vẫn đang giữ được cái thế sideways của nó, giữ được cái đáy cũ. Còn hiện tại nó vẫn đang trong cái xu hướng đáy sau cao đáy trước. Đáy sau con đáy trước đây, vẫn là đáy sau này. Cao hơn đáy trước đúng không? Cao hơn đáy trước. Thì vẫn đang trong một cái xu thế rất là ổn định. Nó chưa có một cái dấu hiệu nào là nó sẽ giảm mạnh hay là giảm sâu cả. Và ngoài ra tuần trước thì mình đã trao đổi đúng không? Đây là cái may mắn ở tuần trước này. Chúng ta nhìn lại là có cái một số những thông tin liên quan đến đây này. Tín phiếu này rồi lãi suất liên ngân hàng nó đang giảm sâu. Thì đoạn vừa rồi ấy, cái đoạn vừa rồi là mình thấy là có nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng là cái nhóm cổ phiếu lead của cái đoạn vừa rồi, của cái sóng vừa rồi. Và
mình thấy là có thể giải thích được cái sự tăng mạnh của nhóm ngân hàng trong đoạn vừa rồi. Đó là câu chuyện lãi suất liên ngân hàng nó đã liên tục giảm sâu. Và khi lãi suất liên ngân hàng giảm sâu như vậy thì nó sẽ kích thích cái hoạt động gọi là cho vay hoặc là cái động giao dịch qua đêm của các cái ngân hàng thương mại với nhau. Và cũng là kích thích cái hoạt động tín dụng nó tăng trưởng. Nên là cái thông tin này nó là thông tin hỗ trợ cho cái nhóm ngân hàng vừa rồi nó tăng mạnh. Bây giờ thì thông tin tín phiếu ra. Khi mà hút tín phiếu thì chắc chắn là cái lãi suất liên ngân hàng nó sẽ tăng trở lại. Thì cái hoạt động tín dụng hay hoạt động trao đổi hay hoạt động cho vay qua đêm của các ngân thương mại với nhau nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Thì cái nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng đầu tiên ấy là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đấy, thì khi mà cái thông tin tín phiếu này ra nó hợp lý hoàn toàn so với cái việc điều chỉnh của nhóm ngân hàng trong tuần vừa rồi. Đó. Và một cái câu chuyện là cái nhóm ngân hàng nó bị ảnh hưởng ấy, mình đã dự kiến từ trước chứ không phải là khi mà ra cái thông tin tín phiếu mình mới thấy là cái nhóm ngân hàng nó sẽ bị điều chỉnh. Đúng không? Nếu người theo dõi kênh trên video kênh Nonstop mình thấy là 13 ngày trước thì team đã có những cái nhận định là nhóm ngân hàng điều chỉnh và tiền nó sẽ có thể nó quay trở về nhóm midcap. Rồi 11 ngày trước thì mình đã phải xác định là mình sẽ phải tạm gác lại 1.300. Tại vì khi mà ngân hàng điều chỉnh như vậy thì chắc chắn là điểm số thị trường nó sẽ bị ảnh hưởng rồi. Và cái cửa mà VN-Index có thể vượt 1.300 trong ngắn hạn nó sẽ phải gác lại thôi. Đúng không? Mà bây giờ mình thấy là thị trường nó vẫn đang đi theo kế hoạch của mình. Và mình đã chủ động là hạ tỷ trọng nhóm ngân hàng từ những thời điểm trước rồi. Chứ không phải là khi mà ra tín tin tín phiếu rồi khi mà STB nó sản mới hoảng loạn đi bán. Thì lúc đó lúc này nó đang khá là muộn. Nó đang khá là muộn. Và trên kênh của Nonstop thì chúng ta đã được khuyến nghị, team đã chia sẻ một người hai cổ phiếu ngân hàng đoạn vừa rồi. Đó là ACB và TCB. Thì ở những cái video trước đã lên những cái khuyến nghị là bán đối với hai cái mã cổ phiếu này. Bên cạnh những cái cổ phiếu khác trong ngành thì có chia sẻ qua thôi. Còn trực tiếp hai cổ phiếu này là chia sẻ trên kênh thì cũng đã có những cái khuyến nghị bán rồi. Đúng không? Và mình có thể nhìn thấy là trên những cái ví dụ trong Zoom của Nonstop chẳng hạn thì đã có những khuyến nghị bán cái cổ phiếu ACB từ hôm 17 tháng 10. Có bán ACB từ hôm 17 tháng 10 là hôm nó không kéo xanh luôn nhá. Cái hôm nó tăng kéo xanh này, tăng 1.55%. Đấy, thì cũng có khuyến nghị bán trong ngày hôm ý. Đây khả năng sẽ cần điều chỉnh thêm. Và giá bóng đủ tôi sẽ bán theo gọi danh mục là bán từ 17 tháng 10 và sau đó ra những cái video để khuyến nghị bán ACB và TCB bên cạnh những cái cổ phiếu ngân hàng khác. Đấy, ngoài trong Zoom ra thì ai vẫn nhắn riêng đối với những anh chị đang cầm ngân hàng nhá. Đây thì hôm 23 tháng 10 thì cũng đã bán này. ACB này rồi 23 tháng 10 cũng là chốt lời bớt cái cổ phiếu ngân hàng. Đây 23 tháng 10 cũng là bán ngân hàng. Đấy, tín phiếu thì hút tiền này, liên bang sẽ tăng trở lại. Liên bang này cũng tăng một phần do lãi liên bang thấp thì sẽ phải nghỉ ngơi khi mà ra tín phiếu, xác minh tín phiếu. Đấy thì những cái mã như TCB hay là ACB chẳng hạn. Nếu bán được ngày 23 tháng 10 đi thì cũng đã đỡ được cái phiên nó giảm, đỡ được cái phiên nó giảm khoảng 3%, 3-4%, đỡ được một phiên giảm 3-4% của cái nhóm này. Đấy thì mình nhìn chung là cái nhóm ngân hàng ấy. Nhóm ngân hàng thì mình đang tạm nghỉ ngơi, mình nhận định nó đang tạm nghỉ ngơi. Và mình cũng không thể phủ nhận là cái nhóm này nó đã lead thị trường đoạn vừa rồi. Một cái nhóm mà lead thị trường mà kéo cái dòng tiền lớn vào thị trường đoạn vừa rồi đấy, chắc chắn là cái số lượng nhà đầu tư cầm nhóm này nó sẽ khá là nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì khả năng là vẫn còn rất là nhiều người kẹp ngân hàng, kẹp nhóm ngân hàng, tại vì đoạn rồi nó có đoạn FOMO ấy, thì rất nhiều người ta sẽ mua những cái mã này ở những cái vùng đỉnh ngắn hạn như này, đúng không, mọc tóc như này, thì có thể coi đến thời điểm hiện tại là người ta đã FOMO, hoặc là đấy là những cái mã gọi là lead đúng đỡ nhá. Mà nếu mà đu ở những cái mã như là MSB này, cái mã nhỏ chạy sau ấy, hoặc là Tiên Phong này, thì mình còn có bị thiệt hại nó nặng nề hơn, đúng không, hoặc là OCB thì mình còn bị thiệt hại nó nặng nề hơn rất là nhiều. Đấy thì những người mà chúng ta còn kẹp nhóm ngân hàng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Vì là cái tiêu đề đặt ra đó là top 5 cổ phiếu canh gom hàng, đúng không? Đấy, top 5 cổ phiếu canh gom hàng. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta đang kẹp hàng như thế này. Chúng ta đang kẹp hàng như thế này thì cái câu chuyện canh gom hàng ấy thì nó sẽ không được giải quyết. Nên là muốn canh gom hàng khi mà thị trường giảm thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có sức mua. Và nếu mà chúng ta vẫn còn kẹp hàng thì không có sức mua, không có sức mua thì chúng ta có thể canh gom hàng nữa. Nên là đối với anh chị mà chúng ta vẫn còn kẹp hàng cụ thể là nhóm ngân hàng, chúng ta đâu còn tiền để mua, thì chúng ta sẽ phải có những cái hành động, những cái action xử lý nó phù hợp. Đó, thì bây giờ là Nonstop sẽ chia sẻ với mọi người một số những góc nhìn. Đối với những người chúng ta chung dài hạn thì sẽ không tính, tại vì mỗi người một trường phái. Bây giờ AD sẽ chia sẻ dưới góc nhìn của cái dòng tiền nhé. Thì ai chúng ta còn kẹp ngân hàng ấy thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Chúng ta phải hiểu là nhóm ngân hàng là một cái nhóm cổ phiếu mà đã hút tiền rất là khỏe trong cái thời gian vừa rồi. Và bây giờ nó đang có một cái hiện tượng là bị ao tiền, không thể phủ nhận. Những cái mã như STB này là một cái mã mà leading, đúng không? Đã có một cái phiên nằm gần sàn hôm thứ 5 thì phải. MACD thì đang có dấu hiệu phân kỳ rất là rõ, phân kỳ âm rất là rõ. Và mình thấy là cứ lần nào mà có cái sự phân kỳ âm kiểu như thế này này thì nó sẽ ít nhất nó phải đi ngang một thời gian, đi ngang thời gian để nó rung lắc.
chưa biết là đoạn sau nó có giảm mạnh hay không nhá. Nghĩ nhất là nó sẽ phải đi ngang một thời gian để nó tích lũy hấp thụ lại cái lượng cung hàng. Vì ngân hàng mà nó tăng mạnh như thế này thì chắc chắn là có cái lượng tiền đầu cơ người ta đã nhận ra dấu hiệu của dòng tiền, đúng không? Người ta nhận ra và người ta đã mua vào, một lượng tiền đầu cơ, một lượng tiền ngắn hạn đã mua vào. Và bây giờ khi mà dòng tiền của rơi ao ra thì rõ ràng cái lượng tiền đầu cơ này chốt lời. Và cái lượng tiền đầu cơ này khá lớn thì cái chắc chắn nó sẽ cần cái thời gian hấp thụ là cái lượng cung hàng đó trước khi nó có thể là tiếp tục tăng. Đấy, ít nhất nó sẽ mất thời gian đi giảm và đi ngang khá là lâu. Thực ra thì so với cái cây vol tăng ở thời điểm trước thì cái cây vol bán này nó không quá lớn đâu, nó không quá đột biến, nên là mình zoom ra để nhìn nó cao vậy thôi. Nếu mình để như này thì nó không phải là một cây nó quá đột biến, nó không phải một cây gọi là phân phối hay là cây gọi là cây kỷ lục gì cả, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phải mất thời gian để nó hấp thụ cái cung hàng đấy. Và rõ ràng là dòng tiền thì hiện tại là mình mới có thể khẳng định là nó có một cái sự hạ nhiệt, còn để bảo là phân phối hay là tạo đỉnh, hay là tạo đỉnh rồi nó có thể là giảm mạnh ngay được, tạo đỉnh chữ V ngay được ấy, thì chưa đủ cơ sở. Tại vì đây vẫn là một cái cổ phiếu nó đã kéo được tiền lớn đoạn này, đúng không? Bây giờ nó đang gọi là hạ nhiệt lại, nó tích lũy xây nền lại là điều bình thường thôi. Đấy, và khả năng là nó sẽ phải đi ngang tích lũy ở đây. Chưa thể khẳng định là nó sẽ giảm mạnh ngay được, nhưng mà khả năng nó sẽ mất thời gian tích lũy ở đây. Đấy, rồi sau đó nó sẽ đi lên hoặc là đi xuống thì mình sẽ theo dõi thêm anh chị nhá. Đồng thời thì cái nhóm ngân hàng ấy, nhìn chung là những cái mã khác ấy, thì nó sẽ phải đi ngang tích lũy thêm. Ví dụ VBank nó cũng là có dấu hạ nhiệt này. Rồi ACB đúng không? Đấy, rồi TCB đúng không? Rồi BID có vẻ là còn dã man hơn, công thương vậy dã man hơn. Đấy, nhìn chung là tất cả những cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng nó cũng đang ở cái trạng thái là tương tự, nó đang về lại những cái vùng hỗ trợ cũ và nó đang tái thiết lập lại những cái nền giá mồm giá mới cũ, à nền giá mới, những cái nền giá cân bằng mới, nên là khó có thể có những cái mã nào đột biến trong cái thời điểm hiện tại trong nhóm ngân hàng được. Nhìn chung là nhóm này nó sẽ phải tích lũy nghỉ ngơi. Còn bảo là nhóm này nó đã phân phối hay là đã hết vị trong năm nay thì mình chưa thể khẳng định được. Nó còn quá sớm, còn khá sớm để khẳng định như vậy. Tại vì ít nhất là những ví dụ công thương chẳng hạn, nó đã có cái lượng tiền lớn vào cổ phiếu rồi, và bây giờ nó đang tích lũy này, nó đang bị điều chỉnh trở lại những cái nền giá cũ, đúng không? Nhưng khối lượng của nó không có gì quá lớn, nên là khả năng là nó sẽ tích lũy ở đây thôi. Sau này có thể nó sẽ đi lên tiếp, nhưng mà nó sẽ là cái thời gian tương đối lâu đó, nên mình sẽ mất thời gian ở cái mã này đó. Đấy là những cái mã nó gọi là lít nhá, nhìn nó còn đỡ sợ. Chứ còn OCB chẳng hạn, cái mã gọi là chạy sau ấy, thì nó cũng bị chút lớn ác hơn. Còn OCB chẳng hạn thì bây giờ mình thấy là nó đã âm khoảng độ từ cái vùng đáy đỉnh FOMO này nhá, so đối với thời điểm hiện tại nó đang âm khoảng độ 12%, nó khá là thiệt hại đối với danh mục chị nhà đầu tư đấy. Nhìn chung là cái nhóm ngân hàng đánh giá chung là sẽ có sự điều chỉnh hạ nhiệt và dòng tiền có khả năng nó sẽ luân chuyển trở về những cái nhóm mid cap như bất động sản. Còn để bảo là ngân hàng đã tạo đỉnh hay là phân phối hay hết vị trong năm 2024 thì còn khá là sớm. Có thể những cái mã như STB này hoặc là VIBank đúng không, nó có thể điều chỉnh ngắn hạn thôi, xong rồi nó đi ngang tích lũy đâu đó một thời gian, cũng là một hai tháng gì đó, thì nó sẽ có cái pha hồi phục trở lại chẳng hạn, thì mình chưa thể khẳng định được, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì hiện tại bây giờ thì mình mới có thể khẳng định là nó sẽ đi ngang tích lũy mất thời gian đó. Nhìn chung là như vậy. Vậy thì ai chúng ta kẹp hàng chúng ta nên xử lý như thế nào? Đấy, đối với những anh chị nào mà chúng ta có giá vốn tốt chúng ta dễ xử lý, chúng ta mua ở quanh vùng này chẳng hạn này thì lên đây đúng không, thì coi như mình mất một đoạn lãi trả thị trường thôi, thì mình có thể là hạ bớt tỷ trọng, bán bớt 1/2, 1/3 gì đó tùy với số lượng mọi người đang cầm, thì nó dễ xử lý rồi, bán là xong. Nhưng đối với những ai chúng ta đã rồi có FOMO ấy, FOMO trên vùng này chẳng hạn đúng không, thì về đây nó về nền rồi thì chúng ta nên hành động như nào? Thì câu chuyện là đối với những ai chúng ta FOMO đoạn này nhá, thì chắc chắn là chúng ta theo dòng tiền, chứ không phải là bây giờ chúng ta mua ở trên này rồi bây giờ giảm xuống lại bảo là thôi cứ để đó mua rồi đâu, để đó giữ chung dài hạn, không phải nhá. Chúng ta mua về cái gì chúng ta bán cái đấy. Khi mà chúng ta mua ở đoạn này rõ ràng chúng ta mua theo dòng tiền. Tại vì sao? Chúng ta thấy nhóm ngân hàng nó khỏe quá, ngân hàng khỏe quá, hút tiền mạnh quá thì chúng ta mua. Để đoạn đó là chúng ta mua theo dòng tiền, thì bán cũng sẽ là bán theo dòng tiền. Bây giờ mua theo dòng tiền là mua rồi đúng không? Bây giờ nó đang có dấu hiệu là tiền thoát khỏi cổ phiếu này, đang có kiểu là out, tiền nó cash out, thì bây giờ mình phải bán thôi. Thì mua theo dòng tiền, bây giờ mình sẽ bán theo dòng tiền, chứ không phải là mình mua theo dòng tiền, mình mua trên này mình lại bây giờ mình lý do là được đến mình mua là thấy cổ tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ giữ luôn cho trung dài hạn, thì không phải nhá, đấy là sai. Đấy là một người đang hơi là mù quáng về cái câu chuyện là mua và không dám cắt lỗ. Bây giờ câu chuyện là chúng ta mua, rõ ràng ai mua ở những cái vùng FOMO như này, STB rồi Tiên Phong cũng thế nhá, mua trên cái vùng này nhá, rõ ràng là mua theo dòng tiền nhá, không phải là mua gọi là vì cổ tốt hay là gì nhá. Nếu chúng ta mua vì cổ tốt ấy thì chúng ta mua được những cái vùng giá nền giá bên dưới rồi, chứ không phải là nó tăng được một nhịp bắt đầu mới vào mua. Đấy, bây giờ lý do là mua về cổ tốt hoặc là mua chung dài hạn, mà mua đó là mua theo dòng tiền, thì bây giờ có dấu hiệu là có gì là dòng tiền thoát ra thì chúng ta cũng sẽ bán theo dòng tiền thôi. Đối với Tiên Phong thì có thể là đợi nó canh hồi về đâu đó khoảng 14-17.4 thì mình có thể là hạ tỷ trọng được. 17.4 á, MACD của nó mới có một đỉnh thì có khả năng nó sẽ giật hồi trở lại
về đâu đó 17.4. Và cái phiên nó giảm mạnh ấy, cái phiên hôm trước giảm 3.4% là cái thanh khoản nó không thấp đâu, à nó không cao đâu, nó thấp ấy, thì khả năng là đây là cái gọi là cái tâm lý nhỏ lẻ cuối phiên ấy, thì người ta mang hàng ra bán thôi, và thanh khoản nó thấp này thì nó sẽ có khả năng bật hồi trở lại. Thì Tiên Phong Bank nó cũng có thể hồi về đâu đó các 17.4 thì mình có thể kẹp hàng được. Thì những ai mà chúng ta mình có thể bán được, thì trả tỷ trọng được, thì những ai chúng ta có lỗ phô mô bên trên ấy, thì về đó thì đâu đó mất khoảng độ 3%, 4% là cùng đúng không, nó cũng không quá thiệt hại, mình có thể hạ tỷ trọng được. Tiên Phong rồi ACB chẳng hạn, đúng không? Đấy ACB này, ACB nó đang về test lại cái vùng bên dưới và nó đang cách khá mất MA20, MA10 rồi, ngắn hạn đang khá là yếu, thì có hộ nó chỉ là để bán hạ tỷ trọng thôi. Những ai chúng ta FOMO bên trên này, thì mình đang nếu mà về đâu đó về test lại được MA20 thì đâu đó mất khoảng 4%, thì cái mức này nó chấp nhận được, chưa quá sâu thì chúng ta nên xử lý sớm nhá. Nhìn chung là những cái mã ngân hàng ấy, thì khả năng nó sẽ phải tích lũy mất thời gian tương đối lâu, thì thay vì chúng ta cứ kẹp ở cái mã đấy, giả sử nó có đi ngang rồi nó có hồi trở về cái vùng giá vốn trong khoảng độ 1-2 tháng nữa thì vẫn là mình không bán lỗ đúng không, mình vẫn có khả năng, mình cơ hội để mình có thể bán hòa. Nhưng mà tại sao mình không cắt lỗ so sớm rồi mình đảo sang những cái mã khác tiềm năng hơn như bất động sản chẳng hạn đó, thì mình có thể là kiếm được những mức lợi nhuận nó tốt hơn 10%, thì tổng lại nó vẫn là lãi, đúng không? Thay vì chúng ta cứ ôm những cái mã nó đi ngang tích lũy rất là lâu, chưa chắc là nó sẽ về bờ, thì tại sao mình không xử lý sớm, mình không sửa sai sớm rồi mình đào xa những cái mã khác nó tiềm năng hơn, nó sẽ rất hợp lý. Quan trọng của việc đầu tư cốt lõi thì vẫn là để kiếm được lợi nhuận, chứ không phải là câu chuyện là bán lỗ hay bán lãi cổ phiếu, làm sao để mình quản trị nó tổng lại nó dương là được, chứ không phải là bán lỗ, không được bán lỗ hay là mình phải bán lãi, bắt buộc phải bán lãi, có mã lỗ mã lãi đúng không, tổng là nó dương là được đấy. Thì nhìn chung là cái hành động của nhóm ngân hàng nhá, là đối với ai chúng ta kẹp hàng thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi phục để chúng ta hạ tỷ trọng ra cơ cấu. Những ai mà chúng ta mua theo dòng tiền có thể chúng ta bán hết cũng được, không cần phải lưu luyến gì cả, tại vì ngắn hạn nó đang có dấu hiệu là dòng tiền thoát ra rồi thì mình không có lý do gì để giữ cả. Rồi thì đấy là nhóm ngân hàng, đấy là câu chuyện là ai kẹp nhóm ngân hàng thì chúng ta nên xử lý như thế nào nhá. Đây chúng ta sẽ quay trở về với thị trường. Index trong phiên hôm thứ sáu là giảm 4.69 điểm, thanh khoản thấp chỉ đạt khoảng độ 12.000 tỷ, nó thấp hơn trung bình MA20 ngày. Nhìn chung vẫn là những cái phiên thanh khoản thấp, và nguyên nhân chính vẫn là nhóm ngân hàng suy yếu đúng không, tiếp tục là nhóm suy yếu ngân hàng suy yếu, STB này rồi BIDV rồi CTG vẫn là câu chuyện nhóm ngân hàng suy yếu. Và có một cái điểm cộng, một cái điểm cộng đó là nhóm bất động sản, cái nhóm midcap thì lại có dấu hút tiền rồi, như là HDC, DIG này, bất động sản đúng không, đất xanh. Đất xanh rồi Khang Điền thì hôm trước khỏe rồi, hôm thứ sáu đi chỉnh. Đấy, nhưng mà bất động sản vẫn là những cái nhóm mà hút được tiền nhá, phát đạt này trong phiên hôm thứ sáu. Đấy, thì đấy là những cái nhóm mà giữ lại tiền của thị trường trong phiên hôm thứ sáu. Đấy là những cái nhóm mà mình sẽ chú ý, tại vì nó đang giữ được tiền trong thị trường trong khi nhóm ngân hàng nó lại điều chỉnh đúng không? Nhìn chung là thị trường nó vẫn chưa có một cái xác nhận nào là nó đã kết thúc điều chỉnh. Giả sử nhá, nào nếu mà như đoạn trước ấy, nó sẽ có những cái nhịp bật hồi trở lại chân quanh các vùng hỗ trợ đúng không? Còn bây giờ nó vẫn đang trong một cái xu hướng điều chỉnh của nó. Nó vẫn đang lại cái phiên giảm, chưa có một cái phiên nào có thể là cái thị trường nó tiếp tục điều chỉnh. Nên là cái tâm lý chung của chúng ta ấy, mình cần vẫn cần phải gọi là dè chừng, vẫn cần phải thận trọng một chút, chứ không chưa nào tự tin mà mua mạnh được. Do thị trường nó chưa có xác nhận là nó có cái tải đáy ngắn hạn. Và đồng thời thì cái cổ phiếu ngân hàng nó suy yếu ấy, ngân hàng suy yếu là một cái điểm trừ rất là lớn, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến điểm số rất là mạnh. Nhóm ngân hàng là cái nhóm vốn hóa lớn mà, và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến điểm số đúng không? Nên là khi mà cái nhóm này nó điều chỉnh hay là giảm mạnh ấy, thì các cái nhóm cổ phiếu khác đâu đó nó cũng sẽ có các cái nhịp điều chỉnh ảnh hưởng theo. Nhưng là cái việc chúng ta vẫn cần phải chú ý tỷ trọng tài khoản là cần thiết. Chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu khi mà thị trường quay trở về 1240 và nó có cái dấu hiệu là xác nhận tạo đáy ngắn hạn, nó vẫn giữ được cái thế sideways và vẫn giữ được cái gọi là cái xu hướng nó đáy sau cao hơn đáy trước, thì đấy là cái điểm thời điểm mà chúng ta phải đợi chờ và theo dõi thêm. Và khi mà nó sẽ giữ cái vùng 240 nó sẽ là những cơ sở để mình có thể là kỳ vọng thị trường nó sẽ có thể tạo một tái tích lũy lại này và mở ra một cái pha tăng tiếp theo, quay trở về 1.2-1.300. Đấy là những cái kịch bản. Và danh mục của Nonstop thì cũng đã chia sẻ đã cơ cấu tương đối rồi đúng không, và bây giờ là chỉ còn khá là ít mã, chủ yếu là HDC và một hai mã khác, và cái tỷ trọng nó đang khá là thấp. Các cái mã mua mới cũng chỉ mua trước 1/3 vị thế hoặc 1/2 vị thế. Nhưng là nhìn chung là đều đã công khai trước đó rồi và đều đang ở cái tỷ trọng tương đối thấp và đang canh các cái nhịp chiết khấu của thị trường để có thể là mở vị thế. Mình nhìn thống kê lại toàn thị trường một lần nữa nhá. Mình thấy là hiện tại nhá, cái thời điểm hiện tại thì cái số lượng mã
lớn hơn MN250 và lớn hơn MN200 nó vẫn đang ở cái mức khá là thấp, dưới 50%. Thậm chí là cái số lượng mã lớn hơn MN250 nó còn đang về lại mốc 25%. Trong khi đó tại những cái thời điểm mà thị trường nó tạo đỉnh ấy, thì mình thấy là đợt tháng 3 này, đợt tháng 3 nhá, thì cái số mã MN20 và MN50 và MN200 nó đều khá là cao, tiệm cận cái vùng 75% đúng không? Trong khi thời điểm hiện tại thì cái số lượng mã MN20 lớn hơn 50 và lớn hơn MN200 ấy thì nó đang thấp, dưới 50% và thậm chí nó còn chạm về mốc 25%. Về lại những cái mốc mà thị trường nó có thể tạo đáy trong thời điểm, những cái thời điểm vừa rồi, đợt 19, 23 tháng 4, 22 tháng 4. Đấy, rồi 7 tháng 8 đúng không? Tức là mình thấy là cái đoạn vừa rồi thị trường nó tăng, đây viên đất là cái đường màu tím này, nó tăng lên nhưng mà số lượng mã MA lớn hơn MA50 và MA200 ấy nó không tăng theo. Tức là nó vẫn đang mặt bằng chung, nó vẫn đang ở cái mức nền giá khá là thấp. Và đoạn vừa rồi tăng chủ yếu là do nhóm ngân hàng kéo trụ nên là cái chỉ số nó kéo rất là nhanh. Còn bây giờ còn cái mặt bằng chung của các cái cổ phiếu lớn hơn MA250 và lớn hơn MA200 thì nó vẫn đang còn khá là thấp. Mặt bằng chung nó vẫn chưa có cái sự FOMO nào cả. Vẫn đang ở những cái nền giá khá là hợp lý. Có thể dùng từ là khá là hợp lý để mình có thể mua. Nên là bây giờ nếu mà thị trường điều chỉnh ấy, thì không nhất thiết là nó phải bán toàn bộ thị trường, mà có thể nó chỉ bán được ngân hàng thôi đúng không? Và dòng tiền nó sẽ quay trở về, luân chuyển trở về cái nhóm cổ phiếu midcap mà chưa có nhịp tăng nào tử tế trong đoạn vừa rồi. Đấy, thì đấy rõ ràng cái kịch bản rất là đẹp, làm cái cơ sở mà mình có thể là đánh giá. Và mình thấy là thực tế là khi mà cái nhóm ngân hàng điều chỉnh thì mình thấy là những cái nhóm cổ phiếu nó có thể hút được dòng tiền mà nó rõ ràng là đang hút dòng tiền thì mình có thể thấy là những cái nhóm bất động sản, đúng không? Rồi thép cũng có cái dấu hiệu là ngừng giảm, ngừng điều chỉnh và có nhịp hồi phục. Mình thấy như hoa sen chẳng hạn, hoa sen sau cái nhịp điều chỉnh này bắt đầu nó có cái dấu hiệu là ngừng giảm rồi, đúng không? Rồi Hóa Phát này, đâu nó có sự ngừng giảm, buôn bán bắt đầu có sự cạn cung trở lại thì nó sẽ chưa rõ như bất động sản. Rồi vật liệu xây dựng thì mình có CTD. Đây, CTD cũng bắt đầu là có dấu hiệu dòng tiền tham gia rồi. Mình thử nhìn sang cái mã như KB nhá. KB hôm trước cuối phiên tự nhiên kéo trần, bắt đầu nó cũng có cái dấu hiệu là cạn cung. Còn chủ yếu bây giờ là mới có nhóm bất động sản thì là có dấu hiệu rõ ràng nhất. Sau đó thì có thể là mình nhìn sang thép. Thép thì cuối tuần vừa rồi nó có những thông tin liên quan đến là gia hạn thuế chống bán phá giá của Trung Quốc và Hàn Quốc đúng không? Thêm 5 năm. Thì đấy có thể là những thông tin hỗ trợ sang tuần cho nhóm thép đầu tuần sau, đầu tuần tới có thể là có những con cái pha gấp áp đầu phiên và thu dòng tiền nó rõ ràng hơn. Khi mà ngân hàng điều chỉnh, dòng tiền nó không có gì là thoát ra khỏi thị trường nhá, mà nó vẫn đang có gì là quay trở về luân chuyển trở về những cái nhóm cổ phiếu midcap mà đang ở cái vùng nền giá thấp, đặc biệt là có bất động sản, rồi thép đúng không, rồi thép, rồi vật liệu xây dựng. Ngoài ra lại có nhóm chứng khoán, cũng là cái nhóm mà mình đã bán được từ sớm đúng không, mình đã bán được từ sớm và mình đang theo dõi trở lại. Đây, chứng khoán mình đã bán được từ sớm này. Đây là ngày 18 tháng 10 thì mình đã bán chứng khoán. Đây, BSI. Nhóm chứng khoán thì mình đã nhìn ra được là cái kết quả kinh doanh của nó không như kỳ vọng, là cái điều mình dễ dàng có thể đoán được. Rồi một số mã lít HCM đang có dấu hiệu là phân phối, khi đi ngang bôn lớn này, giá không tăng thì mình sẽ bán nốt nhóm chứng khoán. Và bây giờ khi mà mình đã bán xong được thì bây giờ mình đã đang quay trở về những hỗ trợ cũ đúng không? Và khối lượng lại bắt đầu là tắt đi đấy, bắt đầu có sự chán nản và thớ của dòng tiền thì lại là những thời điểm mình sẽ theo dõi trở lại. Tại vì thị trường sideways mà, khi nó về quay trở về những vùng hỗ trợ cũ này, rồi siết được vun bán ấy, mình lại quay trở lại theo dõi. Đó, và đã mở vị thế đối với BSI 1/3 thăm dò rồi, thì mình sẽ theo dõi thêm. Khi mà có được dấu hiệu xác nhận tạo đáy thì mình sẽ mở vị thế cho đủ tỉ trọng sau. Đấy là những cái nhóm chứng khoán, cũng là những cái nhóm mình có thể là theo dõi khi mình đã bán được ở những vùng trên. Thì bây giờ khi mà nó giảm trở lại là những cái gì mình có thể theo dõi, mình có thể làm cái vòng tiếp theo của nhóm chứng khoán. Đó, đấy thì nhìn chung là thị trường đang có dự điều chỉnh, nó chưa kết thúc điều chỉnh thì đấy là cái thời điểm mình sẽ cần phải theo dõi và dè chừng. Nhưng mà cái tâm thế của mình sẽ là canh gom hàng là canh gom cổ phiếu midcap nhá. Và những cổ phiếu midcap mình sẽ kể ra sau đây sẽ là những cổ phiếu midcap mình có thể theo dõi được. Thứ nhất là cái nhóm bất động sản, mình là cái nhóm mà mình không thể nào mà bỏ qua đúng không? HDC. Lại là HDC. HDC thì sau cái phiên tăng 4% đang có những điều chỉnh trở lại để hạ nhiệt, tại vì cái hôm đó nó tăng khá là thấp và nó mọc tóc thì cái việc nó điều chỉnh trở lại đều đương nhiên. Và khi mà nó điều chỉnh về đâu đó quanh những vùng giá dưới 27 sẽ là những cơ hội mình có thể thăm dò HDC. Đây, có dòng tiền vào rồi đúng không, nó sẽ phải đi ngang tích lũy thì đó là những thời điểm mình có thể tham gia HDC. Thì cái target 1 của nó vẫn là 29 nhá, T1-29 mà TV2 sẽ là 3x nên đâu đó khoảng độ 33, đó là vùng check profit 2. Ngoài HDC ra thì có Nam Long, cũng là một cổ phiếu bất động sản có thể theo dõi. Nam Long thì về câu chuyện cơ bản của nó không có gì phải bàn cãi nhá, top trong nhóm bất động sản. Đó là cái lý do vì sao bây giờ nó vẫn có cái vùng thị giá là vùng 38, là vì thế Nam Long Khang Điền nó giữ giá rất là tốt.
Và đối với những cổ phiếu mà có cái tình hình tài chính cũng như cái sức khỏe nó tốt như thế, thì khi mà nó về có những vùng chiết khấu như này, theo thị trường như này, nó lại là những cơ hội để mình có thể là gom được vùng giá rẻ, đúng không? Thì Nam Long khả năng là nó sẽ có thể tạo đáy được quanh vùng 38 rồi. Và khi nó có rung lắc đâu đó loanh quanh về vùng 38 hoặc là vùng giá 38, 39 lại là những cơ hội để mình có thể mở vị thế đối với Nam Long. Nam Long về câu chuyện cơ bản không phải bàn cãi rồi. Đấy là bây giờ là mình nhìn được kỹ thuật thôi. Thì kiểu của Nam Long nhá, mọi người thấy là kiểu Nam Long ấy, nếu mình mua gọi là mình mua đuổi, mình mua đuổi thì chưa chắc mình đã có ăn nhá. Ví dụ mình mua đuổi đây, Black đây đúng không? Mua đuổi này, có đình xà xong lại đi ra. Đó, thì bây giờ mình thấy là Nam Long thì mình chỉ có thể mua được khi mà cổ phiếu có những chiết khấu thôi. Khi mua một chiết khấu lại có ăn này, đúng không? Thì cái kiểu mua của Nam Long thì sẽ là kiểu mua kiểu chiết khấu, thì nó sẽ có lợi, có giá tốt hơn. Ngoài Nam Long, ngoài bất động sản ra, mình thấy có nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng là một cái nhóm cổ phiếu mình có thể theo dõi được. Thì lúc nãy đã có phân tích về BSI rồi. BSI sẽ là vùng giá thăm dò là quanh 47 chị nhá. Sẽ là cái vùng giá thăm dò của BSI khi mà cổ phiếu quay trở về những vùng hỗ trợ bên dưới. Rồi tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu thép nhá. Thép mình đã chia sẻ nhiều lần rồi và đã vẫn đang trong mục theo dõi, đúng không? Thì chúng ta có Hoa Sen và Hòa Phát. Hoa Sen bắt đầu có dấu hiệu là cạn cung này, bắt đầu là có dấu hiệu cạn cung và có cái vùng đáy ngắn hạn này, bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn. Hòa Phát thì đang sau cái nhịp tăng vừa rồi, khi mà ra có cái thông tin liên quan đến áp thuế chứng khoán và giá thành công ấy, thì có nhịp tăng và bây giờ đang điều chỉnh trở lại. Thì khi mà Hòa Phát có vùng chiết khấu về bên dưới loanh quanh vùng 25, 26 thì sẽ là những cơ hội để mình có thể theo dõi. Rồi đấy, sơ qua về tổng quan như là đánh giá chung của thị trường và những cổ phiếu tiềm năng mà người có thể canh gom khi mà VN-Index có những nhịp chiết khấu. Nhìn qua chung qua là thị trường vẫn đang trong cái trạng thái sideways, chưa phá vỡ thế sideways, và những cổ phiếu midcap nó vẫn đang là những cái trọng điểm của dòng tiền thì mình có thể theo dõi được. Cảm ơn chị theo dõi video và chúc mọi người có một ngày nghỉ ngơi cuối tuần thật là vui vẻ. Mọi người nhớ dành tặng cho No Stop một like và một subscribe kênh chứng khoán đấy chị nhé.